đất cuối dân xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cụ ấy. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con mồi quá thân rồi. Con này thì chơi cây cò lập là gọi lập kéo á thì tốt rồi, nói chung là đẻ thân rồi. Thì con chim này nó cũng đã bắt rất là nhiều chim rồi. Còn nước con chim này thì vừa cái nước rút chim nó thì nghe rất là mơ. Thấy chim thạc về là một tiên thúc là một hoa gù nem bê trang bình thường. Rồi xong là que cái nhịp thúc gù đó là sẽ thúc dặm 1, dặm 2. Nghe rất là kem giác. Rồi vào trong thì gù bắt chim. Thì con chim này nói chung là tiếng của nó thì thổ khoe rất là tốt, bọc gục tiếng rất to nha anh em. Nghe tiếng nó không mà mình cũng để nghe là kem giác thôi. Con này đã thân rồi, đi đâu là chơi quá tốt rồi. Đó, thấy là nó đặc biệt con này là có nước thúc gu, gần bên là chỉ thúc đổ, nghe chim gáy gần bên là chỉ thúc là đổ liên tục thôi, không dẫn thúc gu mà vẫn là có dặm, nghe rất là hay. Nghe rút chim thì anh em không còn phải chơi nữa. Thì mình quay lên thì cá sao thì mình nói vậy, anh em vừa chơi rồi sẽ đánh giá nhìn nhận mình nói có đúng hay không, chứ không phải là thúc dặm 1, dặm 2 thúc gu mà vừa chim đứng trước mặt là chỉ thúc không nha anh em, là cái đó không có. Thù thớ con chim này to dài giống bộ lông chặt, nhìn cơm là lẻ xuống như ngực mắt đó. Chân thì hai bên nhơn rất đẹp, chân to quặm. Con này thì đứng vào trong cái lông thì che cái lông của mình luôn, ngực nô. Con này thì đóng cái khớp đeo mỏ dơ ra con mắt rất đẹp nha anh em, rất là thông thái. Thường thì nay chim chơi bằng lập lé thì rất là khó bắt, thì anh em phải sử dụng những con chim nước hoặc là những con chim sát bối thì mình đi chơi nó kem giác hơn. Như con này thì anh em không bôi, không cần vào cây nó, chỉ cần cây chặt cây thôi thì anh em nghe là cũng để xuống rồi, thúc lên là đổ ném bảy trang gù liên tục, tiếng nó thì anh em nghe quang rừng thôi. Trong một cái lông rất là phíp của mình, lông này là loài lông cổ điển xưa ở bên đây. Chân cơm là nó đóng rất là dày, cái cơm một khi mà rất là chặt này, nó hơi nhát cái mấy một tí. Thôi mình cũng những con này thì mình bán cho anh em thì nó không thể mình nói nhiều, là cũng không được gì hết, chủ yếu là mình sẽ quay cho anh em xem cái ngoại hình vóc dáng nó đều mặt. Rồi những con chim này mình sẽ nói với anh em về điện thoại nhiều hơn, và sẽ đào hành cho anh em về điện thoại nó mới tốt hơn. Còn mình nói trên này thì nhiều lúc anh em có những suy nghĩ khác thì nó sẽ đánh giá vào mình nó không đúng, nên mình đưa lên những con chim mồi nó nhiều tiền. Thì mình, những người anh em nào mua thiện chí gọi tới mình thì mình sẽ nói rõ hơn,
quay trong cái cuộc điện thoại đó để anh em biết kỹ vào nó. Còn mình đưa lên đây thì mình chỉ nói về nước chơi và nó mồi như thế nào và giọng gì, và cái chính nữa là cái thu thở ngộ hình cho anh em cộng đồng mạng xem vui, rồi đánh giá vào những con chim mình chọn như thế nào cho anh em, cho anh em giao lưu thôi. Còn cái thật sự mua thì những anh em đã gọi tới mình thì mình sẽ nói hết kỹ về những con chim này. Rồi, thôi chào anh em nha.